Vâng, tiếp theo là tôi xin giới thiệu với các bạn cuộn xốp bóng khí khổ 25cm. Đây là cuộn xốp bóng khí khổ 25cm. Xốp bóng khí 25cm là có cái bề rộng bản là 25cm và chiều dài cuộn là 100m. Đây thông tin kỹ thuật này, 25cm nhân với chiều dài cuộn là 100m. Cuộn xốp bóng khí này có thể bọc hàng chống va đập giảm chấn rất là hiệu quả. Có lớp bóng khí như là một lớp đệm. Chúng ta có thể bọc một lớp hoặc hai lớp, nhiều lớp bóng khí. Đối với những sản phẩm yêu cầu kỹ thuật đóng gói tùy thuộc khác nhau thì các bạn có thể đặt mua xốp bóng khí bọc hàng khổ 25cm thông qua tổng đài 0839575757. Các bạn có thể nhận được báo giá ngay hôm nay thông qua tổng đài của đóng gói tiết kiệm.vn 0839575757. Xin cảm ơn.